bà Neva gỗ ốc chó. Tay lọt lòng ở trong cái bàn luôn nha. Rồi rồi rồi. Ok được. Mặt bàn gỗ ốc chó nè. Cái này gỗ ốc chó 100% không có pha nha. Rồi dọn ra đi rồi lấy cái ghế Neva không tay vô. Lấy ghế Neva không tay vô đi. Chưa để tao quay hết cái khúc này. Rồi đẩy vô đi, đẩy vô một cái, đẩy hai tay vô. Đẩy hai tay vô. Đẩy cho nó đều luôn, đẩy cho nó đều luôn. Rồi,